Chào các bạn nha, mình là Thảo làm vlog đây. Đây là chiếc video về tiểu sử của Ship Lam theo yêu cầu của các bạn nè. Lam Vlog, bên ngoài giản dị, bên trong nhiều tiền. Anh Lam tên thật là Lê Hoàng Vũ Huy, sinh ngày 18 tháng 4 năm 1990 trên giấy tờ, còn ngày sinh thật là 22 tháng 2 năm 1990. Mình đáng lẽ là mình sinh ngày 22 tháng 2 các bạn, nhưng mà má của mình bả đẻ mình ra xong khoảng tháng mấy sau đi làm giấy khai sinh các bạn. Kết quả là mình bị trễ tháng mấy là phải thành tháng 4, chứ đáng lẽ là mình sinh ngày 22 tháng 2 là cung song ngư nha. Trong một gia đình có 4 người, ba từng làm nghề đánh bắt cá, mẹ từng làm nội trợ, anh Lâm và em ruột của anh Lâm là Thương. Mặc dù mình đã đề cập 3,14 lần là Lâm với Thương là anh em ruột, nhưng vẫn có rất nhiều bạn thắc mắc, ủa, em ruột anh Lâm thiệt hả? Không lẽ giờ mình trả lời, không, em giả bộ á mấy ông bà. Anh Lâm là một YouTuber nổi tiếng với nhiều kênh YouTube, nổi bật nhất là kênh Lâm Vlog với hơn 9,2 triệu người đăng ký và hiện tại tới 3,3 tỷ lượt xem. Đây là kênh YouTube xếp thứ 9 trong những kênh YouTube có nhiều lượt đăng ký nhất Việt Nam. Anh Lâm sinh ra trong một gia đình vô cùng khó khăn, học hết lớp 11 thì phải nghỉ học để đi làm trang trải cuộc sống. Thời gian đó, anh Lâm làm nghề hàn sắt vào ban ngày, còn ban đêm thì làm IT cùng với Thương. Hiện tại thì chỉ còn mỗi Thương là làm IT, còn anh Lâm đã nghỉ hẳn để tập trung cho YouTube. Như nhiều bạn đã biết, dù IT là vua của mọi nghề nhưng cũng có cái giá của nó, thường phải chạy deadline. Đó là một phần lý do mà các bạn thấy Thương hay vắng mặt trong các video. Được biết, mức lương của IT cũng dao động vài chục triệu một tháng. Tuy nhiên, anh Lâm lúc đó có nước đi vô cùng mạo hiểm, khi chưa chắc thành công đã bỏ nghề IT để làm YouTube, cố tình trồng hoa, hoa không nở. Cố tình mở kênh YouTube, lại sắp gỡ được nút kim cương. Mặc dù không sinh ra ở vạch đích, nhưng cuộc sống của anh Lâm hiện tại thì chắc phải đi lùi mới tới vạch đích các bạn ạ. Năm 2016, anh Lâm tạo kênh YouTube và đăng video đầu tiên là video hướng dẫn làm ống thụt. Lúc này anh Lâm chỉ hoạt động một mình mà chưa có sự tham gia của các thành viên khác. Sau đó, anh Lâm mới bắt đầu tạo chủ đề mới, Team Trẻ Trâu, chuyên quay các chủ đề ăn uống và thử thách, thì mới có sự tham gia của Toàn, Tú, Vĩ và Đại. Đến năm 2019, YouTube bắt đầu siết chặt các vấn đề video có trẻ em, nên YouTube đã giảm tương tác của kênh Lâm Vlog, đồng thời tắt luôn bình luận của kênh. Do là YouTube chuẩn bị là có cái chiến dịch mà gọi là không cho trẻ em làm YouTube các bạn. Kênh nào mà có trẻ em làm YouTube là sẽ bị tắt bình luận các kiểu. Chính vì vậy, anh Lâm đã tạo kênh Lâm TV, chuyên quay các chủ đề du lịch, chế tạo. Song song đó, anh Lâm vẫn hoạt động cả hai kênh và thường đăng các video review đồ Shopee ở kênh Lâm Vlog. Như mình đã đề cập, Tú, Toàn, Vĩ và Đại từng có khoảng thời gian quay lại trường học sau khi nghỉ hè, nên ít xuất hiện trên clip hơn. Để giải quyết vấn đề thiếu thành viên, anh Lâm đã kết nạp thêm Tí và Ân. Sau này khi các thành viên khác nghỉ học, thì anh Lâm mới cho làm thành viên chính thức luôn. Năm 2019, anh Lâm đã chính thức lấy vợ. Hôm nay là 20 tháng 1 năm 2019. Hôm nay mình đi rước dâu tên Tây Ninh nha các bạn. Vợ anh Lâm là chị Nguyễn Hoàng Kim Châu, quê ở Tây Ninh, là một giáo viên dạy hóa. Chính vì vậy mà có một số video thí nghiệm của anh Lâm có sự hỗ trợ và giám sát của chị Châu, nên tính an toàn rất cao. Cả hai hiện tại đã có chung một bé gái vô cùng xinh xắn, tên ở nhà là Su. Đến năm 2020, YouTube mở lại bình luận của kênh và hồi phục tương tác. Lúc này kênh Lâm TV được 2,5 triệu sub, còn kênh Lâm Vlog được 4 triệu sub, nên anh Lâm quyết định chỉ tập trung vào một kênh để cố gắng đạt nút kim cương. Hiện tại thì kênh Lâm TV được 2,8 triệu sub và rất ít khi hoạt động, lâu lâu thì mới thấy anh Lâm đăng một lần. Để được như ngày hôm nay thì anh Lâm phải là người cực kỳ có tài. Nếu như bạn đã xem kênh lâu, thì chắc chắn các bạn sẽ biết khả năng hội họa của anh Lâm hơn hẳn các thành viên còn lại. Ở những video vẽ 3D sửa đồ vật bị hỏng và video trận chiến họa sĩ thì các thành viên còn lại không có tuổi. Ca màu trắng của mình là ok nhất bạn, đẹp nhất nha. Bánh xe khá là đẹp nên mình được giải nhất tiếp nha. Nói chung là mình chiến thắng rồi nha. Yeah. Không vẻ đẹp như chị gái ẩm iPhone 14, nhưng phải công nhận là anh Lâm có năng khiếu hội họa. Cụ thể là trong video vẽ người, anh Lâm vẽ y chang người luôn. Rồi, mình là người xong bức tranh idol đầu tiên các bạn. Đây là nhà tiên tri vũ trụ của mình nha. Là số 1, Tí là số 2 và An là số 3 nha. Okay. Bên cạnh đó, anh Lâm còn giỏi bắn súng. Lúc trước anh Lâm thường hay review đồ trên Shopee, trong đó có các loại súng đồ chơi. Khả năng thiện xạ của anh Lâm thì phải nói là bách phát bách trúng. Nghe dễ vãi bạn. Rồi, 500k. Khi nhắc đến sinh tồn thì nhiều người nghĩ đến Thương. Thật ra anh Lâm cũng là một lão làng trong việc sinh tồn. Rất nhiều lần anh Lâm quay các video sinh tồn một mình ở những nơi nguy hiểm.
clip hôm nay là mình sẽ làm theo yêu cầu của nhiều bạn là làm thử thách sinh tồn 24 giờ ở trên cái hòn đảo hoang này nha. Hôm nay mình sẽ làm clip là thử thách 24 giờ sinh tồn nơi hoang dã đó bạn. Anh Lâm cũng thể hiện kỹ năng tìm kiếm thức ăn và lọc nước rất bài bản. Với chủ đề sinh tồn theo tổ đội thì anh Lâm tỏ ra ao trình. Anh Lâm gánh cả team và không để ai phải đói và giành luôn chiến thắng trước đội của Thương. Nói chung là team của đội bạn đã khô rồi nha, còn team mình thì còn một mình và mình là chẳng còn nước luôn nha các bạn. Nếu như bạn là một fan cứng lâu năm thì chắc các bạn cũng biết anh Lâm mới mua nhà chưa được bao lâu. Trước đó anh Lâm từng ở 3 căn nhà thuê. Đây là căn nhà thứ nhất, đây là căn nhà thứ hai, còn đây là căn nhà thứ ba. Mặc dù thời điểm đó, thu nhập của anh Lâm cũng phải gọi là rất gì và này nọ. Tuy nhiên anh Lâm đã chọn mua xe thay vì mua nhà. Mình nhớ có một bạn từng comment trong clip của mình rằng: "Thấy bạn hơi tăng bốc rồi đó. YouTuber một tháng thu nhập cũng chỉ có vài triệu thôi. Lương nhân viên ngân hàng chưa tới 100 triệu một tháng nữa là." Ôi bạn ơi, YouTuber cũng có YouTuber dit, YouTuber dat chứ. Bạn có ở đây thì vào xem khối tài sản xương xương của anh Lâm nè. Đầu tiên là phải kể đến những chiếc xe từ 2 bánh cho tới 4 bánh của anh Lâm. Xe SH khoảng 100 củ. Còn đây là chiếc Mercedes dao động từ 2,4 đến 2,7 tỷ. Đây là chiếc Outlander 1,1 tỷ. Morning 340 triệu. Xe Raptor đã đậu nhiều đồ chơi nên giá tầm 1,7 tỷ. Mãi đến tháng 7 năm 2021 thì anh Lâm mới quyết định mua nhà. Bên cạnh đó, anh Lâm còn chịu chơi, xây hẳn một studio sang trọng và xịn sò để team có nơi tập trung làm việc. Ngoài những căn nhà, nhà kho và studio thì anh Lâm còn mua hẳn một mảnh đất để có nơi quay phim. Anh Lâm còn là một con người vô cùng chịu chơi khi đã quay đến 7 video về Lucky Box với chi phí hơn 100 triệu. Vậy để tìm một cái iPhone 20-30 triệu ở thời điểm đó. Và cái kết không ngoài dự đoán, khi lục tung cả siêu thị thì vẫn không tìm được iPhone. Sau 5 giờ chiều thì chưa biết ai giàu hơn ai. Anh Lâm còn chỉ hẳn vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng để mua vé số thường và vé số cạo. Và cái kết là mặc dù không trúng độc đắc, nhưng giàu thì anh Lâm vẫn giàu các bạn ạ. Anh Lâm là một YouTuber không ngại đầu tư số tiền khủng cho mỗi video, từ chục triệu đồng đến trăm triệu đồng. Wow! Chính là 50 triệu nha bạn. Được kinh phí đến 50 triệu luôn bạn. Kinh phí có đâu 90 triệu để chơi cái thử thách này thôi. Một tiếng thì quen nha. Cao nhất còn có thể kể đến vòng gala của video 50 triệu và 50 người với tổng giải thưởng 100 triệu. Còn tổng giải thưởng cho series này lên đến 350 triệu đồng. Không những đầu tư tiền giải thưởng cao, mà anh Lâm còn đầu tư hẳn những dụng cụ cắm trại rất là giá trị. Có những cái liều lên đến vài chục triệu là chuyện bình thường. Cái này là cái liều 14 triệu rưỡi đó nha các bạn. Liều ghế đồ cuốc ăn nha các bạn. Hết 6 triệu 875 ngàn. Liều cắm trại G Lam Bin 6 đến 8 người. Bơm hơi 18 triệu 072 ngàn 600 đồng nha. Đặc biệt, tiền mua hải sản từ trước tới nay cộng lại cũng phải gần nửa tỷ đồng. Calisa Food hết thêm 39 triệu nữa nha các bạn. Của Giang Ghẹ tổng cộng là hết 27 triệu nha các bạn. Gần 27 triệu nha các bạn. Nói đến đầu tư thì không thể không nhắc đến công tác từ thiện. Anh Lâm từng phát bánh trung thu, giải cứu dưa hấu. Nhưng mà lần này là tụi mình phát dưa hấu miễn phí nha các bạn. Giải cứu dưa hấu các bạn. Hôm nay là mình sẽ làm một chuyến qua bên quận 12 thành phố Hồ Chí Minh và tìm đến cái lớp học tình thương đó để phát bánh trung thu. Lý hôm nay là mình sẽ dùng 10 triệu để mua vé số. Anh Lâm cũng từng bỏ ra 100 triệu để quyên góp cho miền Trung mùa bão lũ. Tức là được 100 triệu các bạn. Rồi số tiền 50 triệu thì mình đã quyên góp vào tài khoản ngân hàng của chú Hoài Linh nha bạn. Video này đã từng được đăng trên kênh YouTube của anh, nhưng đã bị ẩn. Do người xem nghĩ anh Lâm đăng video từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Kể từ video này thì anh Lâm nói rằng sẽ không đăng video hoặc nói về từ thiện trên mạng nữa, mà chỉ âm thầm làm điều đó một mình. Không như một số YouTuber khác, khi đã nổi tiếng thì sẽ lấn sân sang các lĩnh vực khác như game show, chương trình truyền hình. Còn anh Lâm thì chỉ tập trung vào làm YouTube, nên chưa bao giờ vướng vào những điều thị phi của showbiz. Lần hiếm hoi anh Lâm tham gia một chương trình, đó là chương trình We Joy, hạng mục YouTuber của năm, đúng như kỳ vọng của người hâm mộ. Anh Lâm đã vượt qua rất nhiều cái tên đình đám khác như Hậu Hoàng, Thiên Ân, Ẩm Thực Mẹ Làm và Jenny Huỳnh để đạt hạng nhất trong hạng mục này và nhận được chiếc cúp của We Joy 2020. Đây là cái cúp We Joy, sau bao nhiêu chờ đợi thì nó đã về các bạn. Anh Lâm hiện đang sở hữu hai nút vàng, Lâm Vlog, Lâm TV và bốn nút bạc, Lâm Team, Lâm Vlog Short, Lâm Vlog, Lâm TV. Tính đến thời điểm hiện tại thì kênh của anh Lâm đã đạt gần 9,3 triệu sub. Dự kiến trong năm 2022, anh Lâm sẽ đạt 10 triệu sub, đủ điều kiện để sở hữu nút kim cương. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh thì khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, để lại một lượt đăng ký để anh Lâm sớm được 10 triệu sub nhé. Nếu bạn là fan của anh Lâm
thì chắc chắn các bạn cũng phải biết câu nói cửa miệng của anh Lâm. Rồi tới sáng các bạn ơi. Rồi tới sáng các bạn ơi. Rồi tới sáng các bạn ơi. Mình cũng biết nhiều bạn thắc mắc về tiền lương của anh Lâm, và mình cũng đang thắc mắc y chang như mấy bạn vậy á. Bạn nào mà rành rành về YouTube thì sẽ biết tiền lương không chỉ dựa vào lượt xem, mà còn dựa vào thời lượng video, dựa vào số quảng cáo xuất hiện trong video, dựa vào các hợp đồng quảng cáo và nhiều yếu tố khác nữa. Nên cái này thì chắc chỉ có một mình anh Lâm mới biết. Tuy nhiên, dựa vào số tiền khủng mà anh Lâm chịu chi cho mỗi video thì ai cũng hiểu rằng mức lương của anh Lâm phải cao hơn số tiền đã bỏ ra. Nên tiền lương từ vài trăm triệu đến vài tỏi là chuyện rất bình thường. Đấy là tất tần tật những gì mình tổng hợp được. Nếu các bạn thấy hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye!